Sư cho con hỏi lợi ích của việc chép kinh Địa Tạng. Con cảm ơn sư. Sư nói vui á, là mình đi vô cái quán cháo á thì mình đừng có kêu làm chè, tại vì nó chết quớt rồi, nó lạc quẻ. Ông sư là sư Nguyên Thủy, mà quý vị hỏi thì hỏi một cái bài kinh được sáng tác sau này, thì nó không có nằm trong hệ thống kinh điển Nguyên Thủy, thành ra là nó cũng hơi ngại. Tuy nhiên thì sư có cái lời khuyên như thế này: mục đích mà quý vị chép kinh Địa Tạng á là để cầu siêu, đúng không? Tức là mình có người thân đã quá vãng và mình muốn cầu siêu, thì cái mục đích đó là như thế. Thì ở trong kinh Tạng á, nhất là bài kinh Giáo Thọ Thikala Việt, Đức Thế Tôn có dạy bổn phận của mình khi người thân qua đời. Cái cách duy nhất mà mình có thể làm để gọi là cầu siêu đó là gì? Làm phước và hồi hướng phước. Quý vị có thể làm trai tăng, quý vị có thể bố thí cúng dường, rồi sau đó đó mình hồi hướng phần phước đó đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Điều đó mới có lợi ích. Còn cái việc mà mình chép kinh á, quý vị có chép kinh gì đi chăng nữa thì sư nói nó cũng không có dính dáng gì hết. Bởi vì cái phước nó không ăn nhập gì với nhau hết trơn. Nó giống như vậy nè. Bây giờ mình đang đau bụng thì mình phải uống thuốc đau bụng nó mới trúng thuốc. Còn mình đau bụng á mà mình chơi mình uống uống thuốc nhức đầu thì nó chết quớt rồi. Hoặc mình đau bụng mình uống thuốc cảm cúm nó chết quớt rồi. Tức là nó không có đúng bệnh. Người thân đã quá vãng theo trong kinh Tạng Nguyên Thủy không phải mình đi chép kinh. Chép kinh nó ngược đời, nó không có đúng. Mà mình cần phải làm phước hồi hướng. Quý vị có thể đi đến một cái ngôi chùa nào đó xin trai tăng, hoặc là bố thí cúng dường, rồi sau đó hồi hướng phước cho người thân đã quá vãng, thì như thế sẽ có hiệu quả. Đức Thế Tôn Ngài khẳng định là chắc chắn có hiệu quả. Còn cái chuyện mà mình chép kinh á, bây giờ xin nói riêng về cái phước chép kinh, thì hồi xưa làm gì có chuyện chép kinh. Nhắc cho quý vị nhớ, thời Phật không có giấy nghe. Thời Phật không có giấy. Thời xưa làm gì có vụ chép kinh. Hồi xưa mà muốn ghi cái gì đó là người ta khắc ở trên cái bia đá đó. Cho nên là hồi xưa là không có vụ chép kinh. Rồi từ đó nó lại có thêm một cái nữa là chúng ta nhờ vậy phát hiện ra bài kinh nào là kinh dởm. Biết tại sao không? Kinh nào mà khuyên mình chép kinh là cái thứ dởm. Tại sao? Thời Phật làm gì có kinh mà chép. Xin lỗi là thời Phật làm gì có giấy mà chép. Muốn chép kiểu gì? Hỏi gì đó, chép kiểu gì? Khắc lên đá à? Khắc lên trên bia. Thì cho nên là thời Phật là không có. Giấy được người ta chế tạo ra sau này, rất lâu sau này. Thì ra đây là một trong những căn cứ để mình biết cái nguồn gốc của kinh, là kinh được sáng tác sau này hay là kinh có từ thời Đức Phật. Tuy nhiên là có một số cái phước do truyền bá chánh pháp, ví dụ như là phước thuyết pháp nè. Khi mà mình truyền bá chánh pháp á, thì được một số phước, ví dụ như là được trí tuệ. Đời sau mình có trí tuệ nè, rồi mình có được những cái gọi là cái thân sắc xinh đẹp, dù cho mình có phải rơi vào những loài sa đọa đi nữa thì mình vẫn có được nhan sắc xinh đẹp. Ví dụ như là trong cái chú giải pháp cú có nhắc một trường hợp là một cái con cá, là thời Đức Phật quá khứ là một vị tỷ kheo thì có thuyết giảng chánh pháp, nhưng mà do làm ác nghiệp á, mà chính bởi vì ác nghiệp cho nên đọa làm con cá.
mà nhờ thuyết giảng chánh pháp cho nên con cá có cái lớp da đó, vàng ròng. À, cho nên là cái nào nó ra cái đó nghe, nghiệp nào ra nghiệp đó chứ mình, phước nào ra phước đó chứ mình đừng có lẫn lộn. À, không biết đại đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Riêng về câu này á, thì sư chinh giống như gọi là chỉnh sửa lại ha, chỉnh sửa lại một điểm nhỏ thôi để cho câu hỏi nó rồi nó hay hơn đi, hay hơn, nó gần gũi hơn với lời Phật dạy ha, hay hơn và gần gũi hơn hơn và thiết thực hơn, thực tế hơn với lời Phật dạy. Là sao? Thì giống như câu hỏi này đi, thì sư chỉ hỏi là bạch sư cho con hỏi lợi ích của việc chép kinh Địa Tạng, thì sư sửa lại ha, bạch sư cho con hỏi việc lợi ích mà bạch sư cho con hỏi lợi ích của việc cái từ chép này á, thì mình đổi lại giống như là mình lan tỏa đi ha, hay là chép cũng được, chép chép, tại vì cái từ chép này nó chứa đựng rất là nhiều thứ vị đó, chép thay vì kinh Địa Tạng thì sư thay vô cái vế là Tam Tạng kinh đi ha, tại vì cái từ chép này á nó hàm chứa rất là nhiều. Vì biết tại sao lại sư nhấn mạnh với từ chép này, tại vì cái từ chép này nè, nó cũng liên quan đến cái việc mà bây giờ có nhiều công trình, có nhiều công trình mà thiết thực để lan tỏa Phật pháp. Cụ thể như công trình gì quý vị? Có thể là những công trình mà ấn tống dịch Tam Tạng của ngài In Đá Trên Đá, hay là cái công trình mà dịch chú giải Tam Tạng của Đế Thanh Tuệ, hay là cái công trình mà dịch bộ Bách Khoa, bộ từ điển Bách Khoa toàn thư Phật giáo của Bộ Tôn giáo Sri Lanka chủ xướng. Đó. Đó là tại sao sẽ nhắc vấn đề này, thì có liên quan, chứ có liên quan thưa quý vị. Tại vì á, cái phước mà mình lan tỏa Phật pháp, phước mà lan tỏa Phật pháp thì quý vị nó mang lại rất là lớn. Nếu quý vị hiểu á, quý vị hiểu cái việc mà cái từ chép này nè, từ chép này nè chính là cái từ lan tỏa này nè, mình có thể lan tỏa bằng nhiều hình thức, giống như Đức Hạnh Tại có nói quý vị về cái phước mà giống như là thuyết pháp hay làm thính pháp đó. Ngay cả cái phước thuyết pháp đó, nhiều vị không hiểu, mình không hiểu là mình nói là mình là người cư sĩ thì làm sao thuyết pháp, nhưng mà mình không hiểu, mình không thể hiểu gói gọn như nó trong cái vấn đề đó nhỏ thôi quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái thuyết pháp ở đây mình phải hiểu là chính là cái sự lan tỏa pháp bằng nhiều hình thức, giống như là mình ấn tống kinh sách nè, rồi mình chia sẻ chánh pháp đó, mình hỗ trợ cho việc chia sẻ pháp, thì đó cũng là một cái loại phước. Cho nên ở đây á, là nếu mà nói về cái lợi ích á, mà sư sửa lại câu hỏi nha, hỏi lại cái lợi ích mà của việc mà chép mở ngoặc lan tỏa ha Tam Tạng kinh điển á, thì cái lợi ích nó như thế nào, thì xin thưa quý vị là ở trong diệu pháp yếu lược á, tức là cái tác phẩm này của một vị tỳ kheo sau thời Đức Phật. Nhưng mà cái tác phẩm này rất có giá trị thưa quý vị. Rõ trong phần giới thiệu á, có nói rõ là xét về nội dung của tài liệu mà diệu pháp yếu lược này nè, tài liệu này có giá trị như một sử liệu ghi lại quá trình truyền thừa giáo pháp tính thời điểm Đức Thế Tôn vô dương nước bàn. À, thì để nói á, mà cái phước á, mình lan tỏa Tam Tạng, thấy không? Tam Tạng hay là những cái công trình liên quan đến Tam Tạng á, thì trong đây á, trong diệu pháp yếu lược á, có đề cập đến tổng cộng tới 25 cái phước rất là quan trọng, mà do thời lượng á, có hạn cho nên là sư không có đề cập hết, nhưng mà mong á, là quý vị tìm được cái tác phẩm phẩm này để đọc rất là hay, sư đánh giá rất là cao cái phẩm này rất rõ. Thì sư chỉ nói một đoạn ha, để quý vị biết được cái tầm quan trọng khi mà nếu mà mình có cái tâm mình muốn lan tỏa cái việc chép á,
mình hiểu từ lan tỏa đó, chánh pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng, hay là những công trình liên quan đến tâm tạng, thì mình phải hiểu cái đoạn đó, một cái đoạn nói như trong Diệu Pháp Biểu Lược đó, tác phẩm Diệu Pháp Biểu Lược nói sao là như vậy. Ngài đã thực hiện và xác định 84.000 pháp uẩn cao quý là vị thầy của chính bản thân, tương đương với pháp thân của Ngài, tức là 84.000 vị Phật cao quý được sanh ra từ Ngài. Có nghĩa là cái đoạn này để bổ bổ cho cái đoạn mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thưa quý vị, khi mà Ngài Ananda hỏi Đức Thế Tôn là sau khi mà Thế Tôn nhập Niết Bàn thì chúng con lấy ai làm thầy, thì Đức Thế Tôn Ngài nói là hãy lấy pháp và luật, tức là cái lời những cái lời dạy của Ngài trong suốt quá trình 45 năm hoằng pháp của Ngài đó, làm lợi thầy của mình. Trước khi kết thúc câu trả lời này thì một lần nữa xin nhấn mạnh ha, nếu quý vị mà lưu tâm á, lưu tâm đến vấn đề mà giống như là truyền bá giáo pháp, hay là lưu giữ giáo pháp, những cái công trình mà liên quan đến Tam Tạng kinh điển Pali, hoặc là chú giải và những cái từ điển á, cho Tam Tạng đó, có một số vị đang đang làm cái điều đó, thì quý vị muốn được những phước đó đó, thì quý vị hiểu rõ những cái phước mà hai mấy phước chưa nói nữa, đây là tổng cộng tới 25 phước á. Mình không biết thì đọc qua cái, xin lỗi quý vị, là 22 tới 27 phước lận đó, khi mình lan tỏa Phật pháp ha, mình đó với nhiều hình thức, giống như mình gọi là chép cũng được đó, gọi là chép hay gọi là thuyết pháp hay đó, tương tự như vậy đó, nó chỉ là nhất chỉ là mình phải hiểu rộng ra thôi, chứ không phải mình hiểu hạn hẹp. Đó, thì xem lại một lần nữa xin nhấn mạnh lại là tác phẩm Diệu Pháp Yếu Lược của Ngài Thì Kheo In Đá Trên Đá, quý vị có thể sạp, quý vị đọc để cho hiểu rõ hơn. À, cũng xin kết thúc và trả lời câu hỏi đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.